Thi là đội 1, Khánh Vân đội 2. Cười cái gì? Lại thua nữa. Lại thua nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ khởi động trước khi vào giờ học. Có một trò chơi nhỏ nhỏ, các em sẵn sàng không? Có. Thầy sẽ mời 4 bạn học sinh mới của chúng ta làm đội trưởng. Chúng ta chia lớp ra thành 4 đội. Biết Thi là đội 1, Khánh Vân đội 2. Cười cái gì? Lại thua nữa. Lại thua nữa. Đội áo xanh đã thi đấu rất xuất sắc và đã giành tỷ số chiến thắng. Thua bóng sọt. Thì bên kia giỏi thì thắng thôi, chứ gì đâu ha. Mình chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Chiến thắng trong lòng người hâm mộ thì vẫn là thua. Giấc đời. Giấc ngủ là ế cái này. Bán cái gì ế cái đó.